Chào các bác. Ở video trước em có quay tháo cái này ra, quay video liền để test, thì bây giờ em đã đầy đủ các rắc em kết nối này, thành 7S này để lắp vào mạch cân bằng này. Hiện tại em đã rút hết các rắc ở các vào mạch của nó này. Đó, mạch của nó ở đây, nó sẽ sạc ở đây và qua mạch và nó sạc. Còn khi mà kích thì nó sẽ lấy điện trực tiếp từ các dây này, thì hiện tại em đang cho sạc cho cân bằng lại đây. Các xèo này, xèo 1 này, 344 này, xèo 2 344 này, xèo 3 là 343 này, xèo 4 là 345 này, xèo 5 là 4V này, xèo 6 4V này, xèo 7 là 4V này. Đó, tổng cộng là 25,9V. Đó, độ lệch xèo giữa xèo 3 và xèo 6 là 0.7 này, hiện tại giảm đi nhé. Cái mạch này nóng, nóng quá trời. Lên đến hồi nãy lên đến 70 độ. Giờ giảm đi rồi nhé. Giờ còn 60 độ nữa. Đó, đang cần. Đó. Đang giảm rồi nhé. Đây. Các đó, dòng cân nó đang không 2,5A này. Cái mạch này là sẽ cân bằng 5A nhé. Thì cái này đang cân ở hàng đang 2,4 này, giảm rồi nhé. Bên này thì 7 này. Này là 7 này. Này là 1 này. Đó, cái này không vị này. Cái này là 0.1 này. Có thằng này là nặng nhất này. Thằng này 2.5 này. 2.4 này. Đó, hiện tại em đang cho nó cân hết lại. Đó, cân bằng lại rồi đầu cái cho vào. Nóng quá trời luôn. Rồi, cứ cho cái quạt đấy thôi. Hư cái mạch mất. Thổi mát cái mạch đi. Giờ cân bằng. Hiện tại giữa lệch xèo là còn khâu 0.6 rồi chứ, giảm này, thấy không? Cần khá nhanh như vậy. Đó, 3.4, 3.4, 3.3, 4, 3.5, 5 là 4A. Đó, và hiện tại vẫn đang lệch nhé, vẫn đang cho cân. Rồi, sẽ thay tiếp. Xong một lúc đấy thì em cho quạt đây, cái này nó mát hơn này. Và các bác cần thì phải cho cái này nó mát rồi nhé, chứ nó nóng lắm nhé. Đó, giờ ấm đấy, quạt nó thổi đi. Hiện tại độ lệch của các xèo nó vẫn là 0.5. Gọi là nửa vôn nữa. Đó, điện áp này đang lên này, giảm đi. 1F này, 3.5 này, 3.4 này, 3.4 này, 3.5 này, 5F là 3.9 này, 6F 3.9 này, 7F 3.9 này. Này 4V đang lấy vôn này nha. Này, đang lấy hết rồi. Đoạn này còn 2.2 này. 2.2 này. Này 0.6 này. Này trắng này. Ui, thằng này 3.7 luôn, ghê chưa? Vàng này. Cái này không có này, cái này không bị lấy cái gì này. Có 0 chấm mấy rồi này. Xanh này. Xanh này 0.6, không biết thằng này. Đang là 3.5, dày này ấm ấm rồi. Thằng này 2A này. Thằng này là 0.9 này, vậy hiện tại đang có 3 thằng này. Thằng này là 2A này, thằng đen này. Thằng này 4A này, thằng này là 2A. Cái này S thứ 4 này, cái này lấy S này cạn điện này. Đó, đang dồn hết điện về cái thằng xeo thứ 4 này. Đó, còn thằng cái đeo xeo số 5 này đang lấy về 2A. Đó, thì giờ nó cần bằng lúc nữa xem xem. Đó, nó ok, nó bằng nhau hết á. Bắt đầu với cắm cái mạch này vào, bắt đầu sạc xem nó có lên không. À, chào các bác, đấy, em lại quay lại với bây giờ đã đêm này, lúc 22:54 này. Thì chiều nay có chút việc đi sự cố ở bên điện ở bên quán nên em chạy đi xử lý. Bây giờ về tiếp tục em lại làm cái video này, thì là khi mà cái này em để cân đến giờ này á, thì hiện tại các điện áp gần như là đầy nhau hết rồi này. Đây. 36 mấy này. Và theo ở video trước các bác đã thấy là cái xèo số 4 này là nó tụt còn nó 1 vôn mấy, còn các kia là 2 vôn mấy. Còn 3 xèo này nó là 4.2, thì hiện tại bây giờ nó đang đều nhau hết này. Giữa cần là giữa xeo 3 và xeo 4. Xeo 3 xeo 4 là 0.23. Tức là gần như là đều nhau hết rồi. Vậy thì bây giờ đã cân hết đều rồi, bây giờ em sẽ rút ra để cắm vào mặt xem như nào, rồi em cũng chia sẻ cho các bác thêm nguyên lý hoạt động của cái này như nào, rồi bây giờ phải xử lý sao và nguyên nhân làm sao mà để cho cái cục pin này bị như vậy, thì em sẽ cùng chia sẻ thêm nha.
Bây giờ em sẽ rút này ra, trước hết là rút cái mặt cân bằng ra trước đã. Đó, rút cái mặt cân bằng ra. Đồng hồ này không cần tháo lần lượt từng giây một. Đó, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, 1 này, 0. Rồi, ok nha. Để rút hết cái dây rồi nha. Rồi. Đấy. Thì bây giờ nó như thế này. Thì nó sẽ có hai cái mạch này. Đấy, em sẽ giải thích cho các bác xem vì sao mà cái nguyên nhân mà bác khách phải gửi cho em cục kích này. Thật ra là các bác gửi cục kích này oan thôi, chứ không phải gì hết. Gửi oan, tức là người sử dụng sai và bác gửi cho em là oan. Thì em sẽ chia sẻ sau. Thì bây giờ em sẽ cùng cắm vào để test xem nó có lên không nhá. Đây, đây hiện tại đang bật này. Đấy, sau nghiên cứu thì em thấy cái này thiết kế rất là chuối làm sao á. Này nhé, bật này. Ồ, lên này. Đấy, 14.6 này. Bật sang 24 này. 25.6. Ok chưa? Đấy, để đèn led, cắm luôn đèn led xem thế nào nha. Đây, cắm luôn đèn led để không có sáng nha. Sáng quá. Đấy. Led sáng cực kỳ luôn. Được. Rồi. Đấy, thì bây giờ em sẽ cùng giải thích cho các bác xem nguyên nhân vì sao cái bộ này nó bị như vậy. Đây, bác gửi cho em cục sạc này. Thì nó bị dập đây, dập chân em tháo ra bung ra đây. Cục sạc 12V 2A. Đấy, em làm lại chân này đây. Đó, làm lại chân rồi. Cắt lại cho bác đây. Em cắt lại. Đây, đèn ở đây. Cậy. Rồi. Ok nha. Cái vấn đề ở đây ấy, là đây là cục sạc của bác khác gửi cho em này, em sẽ cắm cho bác xem này. Và bây giờ sẽ cắm sạc vô này. Rồi, đèn đỏ lên. Đèn đỏ lên, rút ra này. Cắm vô này. Đèn đỏ lên. À, đang sạc nha. Đấy, nhưng bác khách mua con kích này, cái bộ kích này, bác lại không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, thế nên là nó dẫn đến tình trạng là hư một bên, không phải hư mà nó cạn pin một bên. Thì nguyên lý của cái bộ kích này, nó là sử dụng pin này là pin lipo, pin polymer đấy, hay gọi là polymer, hay là còn gọi là poly. Lipo á, là pin dòng xá cao. Đó, dung lượng siêu nhẹ và là dòng xá cao, dòng xá này cực cao. Đấy, còn những cái pin như này là gọi là pin lithium thì dòng xá không được cao. Đấy, cũng dung lượng ví dụ như cục này mà dung lượng là pin lithium ấy thì dung lượng là 4000 á thì dòng xá nó chỉ tương đương khoảng tầm 40, mắc lắm này gần 60A thôi. Nhưng với dung lượng 4000 của pin lipo này thì dòng xá nó cực kỳ cao, nó có thể nó gấp đến mấy chục lần, có thể là lên đến cả 100A. Nó bình thường là dòng xả thường nó đang rơi vào cỡ khoảng tầm 70-80A rồi, nhưng mà dòng xả mắc thì nó lên cả 100A, hơn 100A. Đó thì các bác theo tiêu chuẩn của từng loại pin này. Pin này là pin dipo nha các bác. Dipomer này. Dịch bằng tiếng Trung Quốc em dịch ra này, polymer. Và cái này khuyến cáo sử dụng này, ở chế độ 12V thì phải điện áp phải trên 14V mới được sử dụng. Ở điện áp 24V phải trên 25V mới sử dụng được. Đấy, nó có các hướng dẫn đây thì em đã dịch ở đây và thấy được nó là sai. Đây là nó có hai đường sạc nhé, nó thiết kế này cực kỳ chuối, tức là các bác khi sạc cái này ấy, là phải cắm hai cục sạc vào, thế nên nó thiết kế này, một cục sạc này là lỗ to này, và cục sạc này lỗ nhỏ này. Đấy, thì là khi mà bác khách mua cái này nó có hai cục sạc đi kèm. Đó, thì bác không có nhìn cái thông số này, bác chỉ biết là cục sạc lỗ to này để bác nghĩ là cứ cắm để là sạc được. Thì khi mà cắm ở cái điện 12V này là ở đây, thì nó ở trên cái bộ này nó có hai mạch nha. Mạch này mạch 3F này. 3F nó sẽ cho 3 khối pin bên này, 3 cell bên này. Mạch này mạch 4F này, nó sẽ sạc cho 4 khối pin bên này. Thế thì vì sao lại phải sạc riêng biệt như vậy? Tại vì bản chất là trong cái kích bình này nó sử dụng là để điện áp xả kích cho 12V á, thì bắt buộc phải dùng 4F thì nó sẽ lên đến 16V8.
nó lên trên khi mà điện áp ổn định nó rơi vào cỡ 14V 14V6 đấy, còn điện áp mà khi sạc đầy nó rơi vào 14 42 16V8, đúng rồi, điện áp đầy nó rơi 16V8 đấy, còn ở điện áp 24V thì thay vì 6S thì nó rơi vào cỡ 24V, thì nhưng mà nó phải thêm một S nữa để lúc nào điện áp nó sẽ phải cao hơn, cao hơn thì nó mới kích được cho cái bình, tức là nó sẽ tăng cường cái mật độ và điện vào bình thì mới được, giống như các bác nước phải từ trên cao mới đổ xuống được, chứ còn hai thằng mực nước bằng nhau thì đâu có thể kích cho nhau được, đúng không các bác hiểu đó. Thế thì khi mà sạc kích bình thì bác khác mới kích ở điện áp 12V này nhiều, điện áp 24 này thì ít. Thế khi bác sử dụng thì lúc trước ấy, thì bác mới mua về thì sử dụng kích một hai lần không sao cả. Thế khi mà kích nhiều lần thì nó cạn điện thì bác về bác sạc cái đây bên này, sạc bên này là sạc bên 12V, thì bên 12V này này là nó chỉ sạc cho 3S này thôi, ba cái cell bên này thôi đấy, nó lại không sạc cho 4 cell bên này, mà trong đó 4 cell bên này các bác sử dụng nhiều để bác không sạc đấy. Cái cục sạc bác mua về thì bác lại thấy có 2 cục sạc thì bác lại bỏ đi 1 cục rồi, bây giờ thất lạc đâu không biết đấy. Thế thì vậy thì tháo ra và nghiên cứu thì thấy cái này nó chuối cái là khi mà sạc phải sạc bên 12 này, nếu mà các bác hay sạc 24 á thì phải sạc cả hai, còn nếu hay sạc 12 này thì kích xong 12 này thì lại cắm sạc rồi, còn bên 24 này sẽ không bị hao hụt điện đấy. Nhưng mà thường mỗi lần sạc thì cứ cắm cả hai để cho các cell pin nó đều nhau, tại vì khi mà nó sạc ở cái bên 12V này là nó sạc cho 4 cell này. Đây, từ cái mạch này nó cấp ra nó sạc cho 4 cell này, thì đương nhiên là nó chỉ sạc cái mạch này là mạch sạc cân bằng, nó sẽ sạc cân bằng 4 cell này, đủ điện áp là cái MOSFET này ngắt, nó không cho sạc nữa. Rồi thằng này cũng thế này, thằng bên 12 này cũng thế này, đó là nửa phe bên đây thì nó này là 3S này thì cũng điện áp đầy, nó không ngắt nữa. À em cũng nhân tiện đây em quay video chị đo luôn cái nội trở cho các bác xem luôn cái nội trở này, nội trở của cái thằng pin lipo này nó cực kỳ là cao nha. À cực kỳ là thấp nha các bác, đây nha, từng cell một này, đây này bên 12 này đó, đây nó rơi vào 1.4 mio ohm đó. Rồi em sẽ đo đúng cái cực để nó báo chuẩn chính xác nhất. Rồi 1.0 gọi là 1 mio ohm á. Rồi cell thứ hai, cell thứ ba này cũng rơi vào 1 mio ohm, 1 mio ohm. Rồi cell thứ tư này, cell thứ tư là 0.9 này này. Đó. Rồi cell thứ năm này, cell này các bác ít sử dụng này 0.9. Rồi cell thứ sáu này, đây 0.9. Rồi cell thứ bảy này 0.8. À em phải rút cái này xem nào, từ từ khi nó có quả mạch đo nó không chính xác nha, okay. Nó không có mạch vẫn thế, vẫn 0.9, vẫn 0.9 thôi. Rồi vẫn vậy các bạn, hầu như là 0.9 hết. Nó chỉ có hai cell này có vẻ là lên mất 0.1 mio mà đó, thì tức là các bác em ở một cục pin này dòng sáng ấy, thì tương đương khoảng tầm 9 mio ohm. Đây đo cho các xem luôn này, đó nó khoảng 9.6 này, mà trong đó cục này nó có 1 mio ohm. Đó đấy là dùng rồi nhá, còn nếu mà pin mới của nó thì nó rơi vào cỡ 0.5 0.6 rồi đó, nó xuất xưởng đấy. Thì nội trở như vậy dòng sáng cực cao, thì bây giờ là bác khách bởi vậy thì chế cho bác cái sạc luôn, làm sao mà sạc được liền một phát mà được cả khối này,
Thì bài toán này thật kỳ là em thấy là rất là khó. Cái vì thế này này, bản chất khi mà các bác xài ở cái bộ kích này, khi mà bác em sạc á, nếu mà chế một cái mạch sạc cho hết cái thằng này thì ok, tức là mạch sạc 7S ráp cho hết thằng này là sạc một phát cái cục 7S rồi cho đầy thằng này, thì với điều kiện là các bác phải xài ở điện 24 liên tục, còn không không xài điện 12 nữa thì mới làm như vậy được đó. Mà bây giờ bác có thể đa năng, mà tại vì bác có nhà có xe, vừa có xe tải vừa có xe du lịch, bác đa năng nhiều khi nó không phải dùng thường xuyên, nó kiểu lâu lâu dỡ nhặt, với lại như nhiều khi nhà bác có bãi xe thì có cái xe của khách tới đỗ thì nó bị hư thì bác lôi ra bác kích. Thế nên là nhiều khi 12 cũng dùng nhiều, 24 cũng dùng nhiều. Thế thì bây giờ là cái phương án là dùng cái mạch 7S để sạc hết vào khối pin này thì không được, thì nguyên lý đó lại không được rồi. Và thứ hai nữa là cái sạc dùng mạch cân bằng này, mạch cân bằng này ráp ở đây sạc vào thằng một bên nó sẽ cân bằng qua, thì nguyên lý đó cũng được chứ không phải không, nhưng mạch cân bằng này thì nó sẽ cân bằng hết các cell. Nhưng khi các bác kích ở cái điện 12 này kích rồi thì đồng thời là cái mạch nó hoạt động, nó sẽ lấy điện áp từ ba cái cell này nó xuất sang ba bốn cái cell này, thì đương nhiên cái mạch nó hoạt động cực kỳ nóng đấy, như trên video có thấy lúc trước nó lên đến tầm 60-70 độ C, nó rất là nóng. Và thứ hai là dòng nó sẽ chạy mắc, thằng này sẽ cân là 5A, nhưng chạy mắc 5A thì chẳng mấy tí thì cái mạch này cũng đi rồi, không thể chịu được đó, là nó sẽ đi cái mạch này, là cái trường hợp gánh mạch này thôi không được đó. Thế bây giờ trường hợp thứ ba nữa là sẽ chế cả hai cái cục sạc vào đây, hai cục sạc vào đây, tức là cắm một cái điện lưới, làm một cái rắc cắm điện lưới, tức là bỏ cả hai cục sạc 12V này vào đây này, để giống như kiểu cắm vào cái lỗ này, rồi một cái cục sạc 4S bỏ đây vào cái lỗ này. Thế thì thời gian ví dụ nó hư cái cục sạc này thì lại không thay thế được. Thôi, nhược điểm khó quá. Thôi bác của thôi thì rồi anh cứ kiếm tôi cục sạc để lắp vào lỗ này. Thì bản chất là cái lỗ này đang làm thiết kế lỗ bé này, thì em cũng có đây, em thì em cũng có cái lỗ này đây, cái này sạc thì em có đây, đây các bác cũng xem thực tế ngày em này. Đấy, sạc đầy đủ luôn, 4F này đây, có luôn đây, cục sạc 4F này em đây. Đấy, cục sạc 4S này, cái dây của nó thì cái dây mà nhỏ này thì nó là vẫn là dây to. Thế thì để sau này bác ấy có thể là hư cục sạc này mua được cục khác, thì em lại có cái phương án nữa là dùng cái rắc chuyển đổi. Đây, có rắc chuyển đổi đây. Đó, nhà đầy đủ đồ chơi nhé. Sạc đây. Chuyển đổi. Đấy. Đó. Cắm rồi này. Đó, cắm rồi này. Đèn xanh nha. Cắm vô đây này. Cắm vào đây. Rồi, lên đèn đỏ. Đang sạc. Thì khi sạc này nó sẽ đầy cho 4S này thôi. Không sạc đầy cho 4S này. Và muốn đầy được cái 4S này thì lại phải cắm thêm cục này nữa. Và sạc lên này. Đấy, thế nên là vậy là cái phương án là em sẽ thế này. Tức là hai cục sạc này em sẽ đấu liền với nhau, không phải đấu liền với nhau mà là cột chung với nhau. Cột chung vào nhau như thế này. Em sẽ lấy dây rút cột chung vào như nhau như thế này. Đấy, cột lại. Và hai cái này thì em sẽ lấy bằng keo co nhiệt đó, co lại để cho không không bị rút này ra nhá. Để sau này bác hư ấy, thì bác chỉ mua cục như này, cắm vào như này là xong thôi. Đấy, và em sẽ co nhiệt nó lại, em cho nó gọi là liền lại rồi cắm sạc đây. Thì hai cái này em cũng lấy cái dây rút em cho nó liền nhau như này đó. Này, hiện tại đang sạc nha, này, đang sạc các thế này. Bên 12V là 14,7 này, rút ra này đó, còn 14,6 nha, này cắm rồi này, 14,7 này, bên 24 này là 25,8 này, rút ra này 25,7 này, đã cắm rồi này. Đó thì khi mà sạc các bác phải sạc đồng đều như này, thì có nghĩa là khi mà sạc 12 này là cứ cắm cả hai,
Đó, thì là cái khối pin lúc nào nó cũng đều nhau, để khi mỗi lần bác sạc cần kích 24 á, thì nó sẽ được 24. Thì trên đây em cũng quay chi tiết cái bộ kích này, và thứ hai là cũng nói cái ưu điểm và nhược điểm của nó. Thì với cái giá mà 2 triệu mấy như này, nó có cái bản này là bản T6A 16A, nó có cái bản T18A là bản tự động, tức là phải cặp rồi nó trong có con Redline. Còn cái bản này thì các bác xài thì nó hơi nguy hiểm, cái nó trực tiếp này, nó sẽ trực tiếp rồi không qua Redline hết á. Các bác xài phải cắm đúng cực, lộn cực là cháy nó cũng cực kỳ nguy hiểm. Đấy, thì video này em cũng đã hoàn thành xong, sửa xong cho bác khách. Tức là thật ra thì chẳng sửa gì, chỉ lấy lại kích lại pin thôi. Có một cell nó cạn quá thì có cắm sạc vô nó không được. Đấy thì nó cạn quá, do là bác khách bác cặp vào đây ra bình ắc quy xong đè nhiều quá nó cạn pin. Vậy thôi. Rồi khi mà có cắm sạc thì không được, mà lúc nãy thì em kiểm tra thì có một cell nó tụt. Thì em đã cân bằng hết lại, thì bây giờ sạc là ngon lành. Đó, hiện tại là ok này, 12 này. Đó, 24 này. Đấy, ngon lành, đấy, vậy là sai thôi. Đấy, nói chung là khối pin này của bác vẫn còn ok, mọi chức năng ok hết. Đấy, thì phương án của em là em sẽ đấu liền 2 dây này cho bác thôi. Đó, 2 dây này và 2 cục sạc này. Đấy, coi như là cứ mỗi lần cắm là cắm ổ điện chung luôn, hoặc là sẽ thể là hoặc là 2 cái cục này sẽ cho vào một ổ điện. Đấy, đấu liền rồi này, gắn rắn liền với nhau này, cắm vào một chung một ổ điện là mỗi lần nhớ sạc là sẽ sạc cả 2 như này, cho phải phải quên, nghĩa là cứ phải sạc cả 2, lúc nào cả 2 phải đầy thì là nó ổn định, tại vì cái sạc này nó có cân bằng cell ở đây rồi. Đó, nó chỉ sạc thôi, chứ còn không thể dùng phương án mà lắp mạch này không được này, là cân bằng không được, lắp mạch 7S là không được. Đấy, video muốn quay chia sẻ với các bác cách sửa chữa cũng như là em đã hoàn thành sửa cho các bác khách như vậy. Bác nào có này có thể tự làm tại nhà, không cần phải gửi cho em, hoặc là sẽ mở ra để em hướng dẫn chi tiết sửa chữa. Đã ráp thành phẩm nha bác nhé. Ok, hoàn thành ngon lành đó. Ok hết, dán tem cho bác này, kiểm tra ngày 30 tháng 6 2024, tức là em đã sửa chữa cho bác ngày 30 tháng 6, chứ cũng chẳng bảo hành gì đâu. Cái này em chỉ có sửa đâu, cân bằng lại cho bác thôi, với lại độ lại cho bác cái sạc này thôi. Đấy, thì đây em sẽ đánh dấu 2 đường này, một bên là 12V6 và một bên là 16V8. Đấy, thì em sẽ có 2 chân này, em anh đã co 2 cái lại nhau. Đây, cái này co nhiệt lại với nhau này, cái này em dây rít lại nhau này, nhớ này, cắm cả 2 chân này. Đấy, sẽ cắm chân này đây trước này, 12 này và 16V8 này. Đó, sẽ cắm cả 2, thì 2 cái cắm thì sẽ một bên đó, bên nào đầy thì nó sẽ xanh, nó không đầy thì đỏ. Hiện tại đang đều nhau thì mình sẽ cắm đều này, mình sẽ sạc đều cho cả 7 cell trong này. Và trên 2 cục sạc này em cũng đã ghi này. Đó, đây. 12V6 này là bên đây. 16V8 là bên đây. Đấy. Rồi em tít nó lại. Nên là 2 cục sạc này lúc nào cũng đi với nhau, sẽ không bao giờ bị mất thất lạc. Trừ khi nó hỏng thì bác mua cục khác, liên hệ em gửi cục khác xuống cho. Đấy, như này. Đó, lúc nào một cặp như này là không giờ bị sai sót nha. Nó sạc như vậy. Rồi, video muốn quay chia sẻ với các bác cách sửa chữa cũng như là đã khắc phục xong cái này. Rồi, video xin kết thúc đây. Một lần nữa Hiền Trần xin cảm ơn các bác đã quay video này. Nếu thấy hay để chia sẻ người thân bạn bè cùng xem, đăng ký kênh sẽ làm video chia sẻ thêm. Vâng, xin chào, gặp lại các video tiếp theo.